cái việc phát triển về cái công nghệ hiện nay thì cũng là kèm theo là cái chữ phát triển của việc kinh doanh. Thì cái vấn đề đó thì qua cái quá trình trinh sát trên không gian mạng cũng như là qua công tác nắm tình hình, thì phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao công an thành phố Đà Nẵng xác định trước mắt là 6 cơ sở kinh doanh online có doanh thu rất lớn từ năm 2017 đến nay. Tôi cũng có những cái chính sách và có những cái câu chuyện tuyên truyền để mà giúp minh bạch hóa những sản phẩm, những cái doanh nghiệp mà đang thương mại trong hệ thống sàn và ngồi ra hoàn lập những cái mạng xã hội, đặc biệt hiện nay đang nổi lên TikTok, thì chúng tôi cũng liên tục có những cái tương tác, khảo sát, đánh giá để có những cái ý kiến góp ý kịp thời và nhanh chóng hơn trong cái môi trường minh bạch trong thương mại điện tử. Sử dụng mua rất là nhiều trên mạng và cũng có một hai lần là có vẻ như là mình không hài lòng, thì sau đấy là mình đã rút kinh nghiệm. Ví dụ như là khi mà bây giờ mình coi là mình thường vào mình coi review Như là túi sách, quần áo nó là thường là không giống như trong hình, thì thiệt hại là giờ mình vừa mất một cái số tiền mà hàng không đúng ý, thì mình cũng phải là bực bội.